Chào các em, trong video này thầy sẽ hướng dẫn cho các em giải 60 câu trắc nghiệm ôn tập về chương từ trường. Với 60 câu này các em sẽ nắm được toàn bộ kiến thức liên quan cũng như là một số công thức về chương số 4 này. Các em tải đề dưới phần mô tả video nhé. Nào, chúng ta cùng nhau bắt đầu. Câu số 1. Chọn đáp án sai khi nói về từ trường. Tại mỗi điểm trong từ trường chỉ vẽ được một và chỉ một đường cảm ứng từ đi qua thôi, đúng ha? Các đường cảm ứng từ là những đường cong khép kín. Đường cong không khép kín là sai ha. Chọn câu B. Câu số 2. Công thức nào sau đây tính cảm ứng từ tại tâm của vòng dây tròn có bán kính là R mang dòng điện I? À. Công thức này công thức tính cảm ứng từ B gây ra bởi một dòng điện tròn gây ra tại tâm. Thì công thức là B bằng 2 pi nhân 11 trừ 7 y chia R. Các em chọn câu B nhé. Câu số 3. Độ lớn cảm ứng từ trong lòng ống dây hình trụ có dòng điện chạy qua được tính bằng biểu thức nào? B bằng 4 pi nhân 11 trừ 7 N trên L nhân Y. Các em chọn câu B. Chú ý N chính là số vòng dây quấn quanh lõi hình trụ, L là chiều dài của ống dây, Y là cường độ dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn đó. 4. Trong hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn đúng hướng của cảm ứng từ B của dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn, vuông góc với mặt phẳng hình vẽ nha. Các em nhìn trong trường hợp này á, dòng điện nó đang vuông góc với mặt phẳng hình vẽ và hướng từ trong ra ngoài. Còn cái dấu cộng này là hướng từ ngoài vào trong. Nha, chúng ta dùng bí tắc nắm tay phải như thế này. Lúc này nếu mà chúng ta quy ước chiều dòng điện á, chính là chiều của ngón tay cái, thì lúc này thì chiều từ cổ tay đến ngón tay chính là chiều của cảm ứng từ B. Các em đặt vào hình A thì thỏa rõ ràng thỏa mãn luôn đúng không? Đấy. Đây các em đặt vào thỏa mãn thấy chưa? Chiều từ cổ tay đến ngón tay nha, chính là chiều cảm ứng từ B luôn. Còn chiều từ của ngón tay cái chính là chiều của dòng điện hướng từ trong ra ngoài mặt phẳng hình vẽ, và phương của nó là vuông góc với mặt phẳng hình vẽ nha. Các em chọn câu A luôn nha. Câu số 5. Độ lớn cảm ứng từ tại một điểm bên trong lòng ống dây có dòng điện chạy qua sẽ tăng hay giảm bao nhiêu lần nếu số vòng dây và chiều dài dây vấn đều tăng lên gấp 2, cường độ dòng điện giảm gấp 4? Đầu tiên các em phải nhớ được công thức tính B. Cảm ứng từ B bên trong lòng ống dây sẽ bằng 4 pi nhân 10 mũ trừ 7 nhân cho N chia L nhân Y. Đúng không? Trong trường hợp này các em thấy rằng dòng điện, cái số vòng dây và chiều dài đều tăng gấp 2. Này tăng 2, thằng này cũng tăng 2, dẫn đến là tỷ số này không đổi. Lúc này Y là giảm 4. Y giảm 4 dẫn đến B sẽ giảm 4, tại vì lúc này B và Y nó tỷ lệ thuận với nhau. Y giảm 4 thì B giảm 4 ha. Các em chọn câu C. Câu 6. Hai điểm M và N gần dòng điện thẳng dài, cảm ứng từ tại M lớn hơn cảm ứng từ tại N 4 lần. Kết luận nào đúng? Đây là dòng điện thẳng dài nên các em có công thức là B bằng 2 nhân 10 mũ trừ 7 nhân Y chia R. Lúc này B và R tỷ lệ nghịch với nhau. B và R tỷ lệ nghịch với nhau. Nên R càng xa thì B càng giảm. Lúc này các em thấy rằng cảm ứng từ tại M nó lớn hơn cảm ứng từ tại N 4 lần. Thì RM phải lớn, phải nhỏ hơn gấp 4 lần. Nó tỷ lệ nghịch mà, đúng không? Cảm ứng từ lớn thì bán kính phải nhỏ. Chưa? Vậy lúc mà chúng ta có R của N nó bằng 4 lần R của M. Nghĩa là điểm M này sẽ gần dây hơn. À, nó gần hơn. Các em chọn là RN bằng 4 RM. Đây. Hay là RM thì bằng RN chia 4 cũng được. Câu B. Đúng không? Nếu mà các em thấy khó thì các em có thể lập tỷ số. Thầy có BM trên cho BN nha. Thì bằng nghịch đảo nha. Tỷ lệ nghịch thì bằng RM. Xin lỗi. Bằng RN nhé. RN trên cho RM bằng. Do BM lớn gấp 4 lần BN nên tỷ số này bằng 4.
Lúc này các em suy ra được là RM sẽ bằng 4 là 4 chia 1 nhân chéo lên 1 nhân RN chia 4 bằng RN chia 4. Chưa? Câu B nhé. Câu 7. Hình vẽ nào dưới đây xác định đúng hướng của vector cảm ứng từ tại M gây ra bởi dòng điện trong dây thẳng dài vô hạn? Các em dùng quy tắc A nắm tay phải ha. Lúc này các em nhìn được B này đang hướng vuông góc với mặt phẳng hình vẽ và hướng từ trong ra ngoài. Nếu mà chúng ta đặt theo chiều dòng điện là chiều như thế này thì rõ ràng là các em thấy rằng nó hướng B nó phải hướng là từ ngoài vào trong thì mới đúng ha. Nhưng cái hình này sai nha. Câu A sai. Câu B dòng điện hướng lên. Này, em nắm lại. Trong trường hợp này hình B đúng này ha. A nó sai thì B sẽ đúng. Các em thấy không? Nó đang hướng vào trong. Cái B đang hướng vào trong mặt phẳng hình vẽ đúng không? Đây, như thế này. Đấy, được chưa? Các em chọn câu B luôn. Chắc chắn là cái hình này sai nha. Câu 8. Hình vẽ nào dưới đây xác định sai hướng của vector cảm ứng từ B tại M gây ra bởi dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn? Thì cũng giống như câu trên. Rồi, các em nhìn vào hình A. Chúng ta đặt tay như thế này nha. Đây là dòng điện đi ha. Nắm này thế này. Đó. Chiều từ cô tay nó là chiều dòng điện. Chiều của Y nè. Các em thấy bên này không? Nó đang hướng ra nha. Để đâm ra nè ha. Đâm từ trong ra ngoài nha. Đó. Trời, này đúng nha. Tương tự bên này. Bên này thì phía bên này là đâm từ ngoài vào trong. Phía bên này thì trong ra ngoài. Các em nhớ luôn nha. À, dấu chấm này. Chắc chắn không thể nào vuông góc với đường dây dẫn được. Mang dòng điện được. Cái này sai chắc chắn rồi. Còn trong trường hợp này các em sẽ đặt như thế nào? Chúng ta đặt như thế này. Đấy. Này. Đúng không? Chúng ta đặt như thế này. Câu D á, chúng ta đặt như thế này. Lúc này cái B với tờ B là tiếp tuyến của đường tròn nha. Tiếp tuyến của đường tròn. Bán kính là IM. À, đúng ha. Tiếp tục câu 9. Trong các hình sau, hình nào vẽ biểu diễn sai hướng vector cảm ứng từ tại tâm của vòng dây của dòng điện tròn? Bây giờ lúc này chúng ta sẽ thấy rằng chiều từ cổ tay đến ngón tay chính là chiều dòng điện nha. Còn chiều của ngón tay cái chính là chiều của B. Trong trường hợp hình A này các em đặt cái vòng tay như thế này đúng không? Đó. Là lúc này B nó hướng lên đúng nè. Hình A đúng nha. Trong trường hợp này chúng ta bật ngược lại. Bật ngược lại lúc này cái B nó hướng xuống đúng ha. Hình C. Hình C. Dòng điện nó đi theo chiều nào, các em để ý cái mặt phẳng nha, dễ bị sai chỗ này ha. Mặt phẳng bị sai ha. Này, chụp này. Thấy chưa? Các em thấy không? Cái dòng điện Y nó đi ở trên này, cái B nó đâm vô đâm xuống ha, mà trong khi B này đâm lên. Nên cái hình C này bị sai đúng không? C này bị sai nha. Còn kiểm tra hình B thử này, hình B đúng hết chưa? Hình B đâm lên đúng nè. Hình C nha. Câu số 10 là trong hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn đúng hướng của cảm ứng từ của dòng điện trong ống dây? Chúng ta cũng dùng quy tắc nắm tay phải như thế này luôn. Trong trường hợp này các em thấy chiều dòng điện của ống dây không? Chiều hướng xuống. Chúng ta phải đặt như thế này. Thì lúc này đường xuất từ sẽ hướng ra. Hướng ra phía đầu bên này hướng ra, trong khi này hướng vào bị sai, thấy chưa? Phía bên này bị hướng vào này, mũi tên hướng vào, thấy không? Này phải đáng này phải hướng ra, sai nè. Bên này thì mũi tên dòng điện hướng lên, chúng ta phải đặt như thế này. Đấy. Lúc này là bên này này mũi tên phải hướng ra, hướng ra đúng này, hướng ra này, bây giờ vậy là câu B nha. Đầu này là cực, khi mình cho dòng điện vào, đầu này là cực bắc nha, là chữ N, đầu này là cực nam là chữ S. Câu 11. Cho dòng điện Y bằng 1A chạy qua một dây dẫn thẳng dài vô hạn, cảm ứng từ tại những điểm cách dây là 10 cm có độ lớn là bao nhiêu? Các em dùng công thức tính cảm ứng từ B sẽ bằng 2 x 10 7 nha. Dòng điện thẳng dài là 2 x 10 7 nhân cho Y chia R bằng 2 x 10 7 nhân Y là 1A, chia R là khoảng cách từ cái điểm mà chúng ta tính cảm ứng từ B đến dây dẫn là 10 xăng là 0,1 m. 0,1 chính là 10 × 1 đưa lên tử là 10 mũ, dương 1 mà trừ 7 thì còn dương 6, âm 6 chứ. Vậy là 2 × 10 6 tesla nha.
chỗ này là 10 mũ trừ 1 này, đưa lên tử thành 10 mũ dương 1. Dương 1 mà âm 7 thành còn âm 6 nha. Còn số 2 các em viết lại. 2 nhân 1 trừ 6 tích la, câu A. Câu 12. Dây dẫn thẳng dài Y bằng 5 ampe, cảm ứng từ B là 10 mũ trừ 5 tích la. Điểm M cách dây bao nhiêu? Thì cũng dùng công thức ở trên. Các em rút R ra. Chúng ta có B bằng 2 nhân 10 mũ trừ 7 nhân cho Y chia R. Từ đó chúng ta rút R ra nha. Bằng, các em xem như là B chia 1, rút R ra là nhân chéo lên, 1 nhân cho cái này chia B, 1 nhân cho cái này thì chính nó là bằng 2 nhân 10 mũ trừ 7 nhân cho Y và chia cho B. Rồi thay vào, 2 nhân 10 mũ trừ 7 nhân Y là 5 ampe, chia B là 10 mũ trừ 5. Bằng, 2 nhân 5 được 10. 10 mũ trừ 5 đưa lên tử là 10 mũ dương 5. Dương 5 mà trừ 7 còn âm 2. 10 mũ 1 nhân 10 mũ âm 2 thì 10 mũ trừ 1 chính là bằng 0,1 mét, thì bằng 10 cm. Ha, cho cô về. Câu 13. Tại tâm có một dòng điện tròn 5 ampe, người ta đo được cảm ứng từ B là 31,4 nhân 10 mũ trừ 6 tích la. Các em tính đường kính của cái dòng điện tròn này ha. Thì đầu tiên từ công thức tính bán kính trước là các em nhân 2 lên sẽ được đường kính ha. Chúng ta có B sẽ bằng 2 pi nha, dòng điện tròn là 2 pi nhân 10 mũ trừ 7 nhân cho, ở đây là tại tâm của dòng điện tròn có một dòng điện thôi nên chúng ta ghi là Y chia R thôi ha. Còn nếu mà N vòng thì chúng ta phải nhân thêm N vào. Từ đây các em rút ra được cái bán kính trước ha. Bán kính sẽ bằng gì? Cũng giống như nãy, chúng ta sẽ có là 2 pi nhân 10 mũ trừ 7 nhân Y là 5 chia B. B là 31,4 nhân 10 mũ trừ 6. Tôi ý nè, nếu chỗ này mà các em muốn tính nhanh nhanh á thì 31,4 chính là ứng với 10 pi nha. Thì pi là 3,14 mà nhân như cái này thành 10 pi. Các em rút gọn cái pi ở trên luôn, ở dưới còn 10. 10 chính là 2 nhân 5, đúng bằng 10 trên luôn. Khử luôn. Vậy lúc này nó còn 10 mũ trừ 7 chia 10 mũ trừ 6 thì còn lại 10 mũ trừ 1 thì bằng 10 sao. Câu B. Câu 14. Tại tâm của một dòng điện G100 vòng, người ta đo được cảm ứng từ B là 62,8 nhân 10 mũ trừ 4 tích la. Đường kính là A. À, chỗ này thầy chưa nhân cho 2 lên tại vì mới tính được bán kính thôi. Sau đó nhân 2 lên thành ra đường kính là bằng 20 nha. Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi vòng dây. Đầu tiên chúng ta dùng công thức trước là B bằng, nhớ là dòng điện tròn là bằng 2 pi nhân 10 mũ trừ 7 nhân cho N. N đây là 100 vòng, nhân cho Y chia cho bán kính của vòng dây. Từ đây các em sẽ rút ra rút cái Y ra, suy ra cường độ dòng điện này bằng, chúng ta nhân chéo nha, B là B chia 1, R, Y rút ra, Y R nhân B, R nhân B, chia cho cái này, 2 pi nhân 1 mũ trừ 7, nhân N, yeah. Rồi thay vào, bằng, R là bằng 10 xăng, chia 2 đi, đường kính là 10 xăng, bán kính phải 5 xăng, 5 xăng chính là bằng 5 nhân 10 mũ trừ 2 mét. Nhân B, B là 62,8. 62,8 là chính là 20 pi đó nha, 20 pi nha các em. Tại 10 pi là 31,4 và nhân 2 lên là 20 pi. 20 pi nhân 10 mũ trừ 4 chờ, chia cho 2 pi nhân 10 mũ trừ 7 nhân N vòng là 100 chờ. Đến đây chúng ta rút gọn pi nè, 5 x 20 được 100 này, thử được 100 ở dưới luôn nè. Lúc này chúng ta còn lại 10 mũ trừ 2 là 10 mũ trừ 6 này. 10 mũ trừ 6 mà chia 10 mũ trừ 7 thì còn 10 mũ dương 1. Đó. Dương 1 là 10 chia 2 được 5. 5 ampe. Chào con. À. Chào. Câu 15.
Người ta muốn tạo ra một từ trường B bằng 250 nhân 10 5 Tesla bên trong ống dây mà dòng điện chạy qua mỗi ống dây là 2A, thì số vòng dây quấn trên ống phải là bao nhiêu? Biết chiều dài ống dây là 50 xăng. Các em sẽ áp dụng công thức tính từ trường trong lòng ống dây là B bằng, lúc này là 4B nha, nhân 10 mũ trừ 7 nhân cho N chia cho L. N chính là số vòng dây quấn xung quanh lõi, L chính là chiều dài ống dây, và nhân cho Y. Được chưa? Bây giờ mình tính số vòng, là mình tính N, thì em rút N ra, N sẽ bằng cái này sinh chia 1, nhân chéo nha, rút N thì bằng L nhân B lên đây, L nhân B không? Chia cho 4B nhân 10 mũ trừ 7 nhân cho Y. Chưa? Đúng không? Nhân chéo chia ngang, thay vào L là bao nhiêu? 50 xăng là bằng 0,5m. Rồi, nhân B là 250 nhân 10 mũ trừ 5 chia cho 4B nhân cho 10 mũ trừ 7 nhân cho Y là 2. Có vẻ số này bị xấu rồi, không thể đưa được đúng không? Vậy các em xử lý cái mũ trước đây, 10 mũ trừ 7 đưa lên tử là mũ dương 7, dương 7 trừ 5 thì còn dương 2. Còn 1 chứ 1 dương 2, rồi mình bấm số nha. 0,5 nhân cho 250 là 125. 125 chia cho 4B, 8B ha. 125 125 chia 8B. Ship B. 49 ha, 49. 419087 419087 thì bấm lại nha các em, là bằng 4,97 này, sau đó mình nhân cho 10 mũ 2 là nhân 100 lên là khoảng 497 nha. Các em lưu ý cái máy tính nó không có hiểu, bấm kiểu này nó không có hiểu nè, em lưu ý khi bấm nha. Chúng ta bấm là 0,5 nhân 250 là 125 đúng không, sau đó chia cho 8B thì các em chia cho mở ngoặc ra nha, chia cho mở ngoặc 8, sau đó bấm Shift B. Đó, thêm máy tính mới hiểu chia hết cho tất cả 8 bi. Còn nếu không có dấu ngoặc là nó tính chia trước sau đó nó nhân cho bi. Nên kết quả sẽ khác nha. Đấy. Nó sẽ bằng 497 sau đó nhân 100 lên là bằng 497 ha. 497 vòng. Các em chọn câu C nha. Đó. Rồi, câu số 16. 3 dòng điện thẳng song song vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, khoảng cách từ điểm M đến 3 dòng điện như hình vẽ này là đều 2 cm. Xác định cảm ứng từ vectơ cảm ứng từ tại M trong trường hợp là cả 3 dòng điện đều hướng ra ngoài, 3 dòng điện đều hướng ra phía trước mặt phẳng hình vẽ. Xác định vectơ cảm ứng từ tại M trong trường hợp cả 3 dòng điện đều hướng ra phía trước mặt phẳng hình vẽ. Ở đây là có hai cái dòng điện này hướng ra phía trước mặt phẳng hình vẽ, còn cái dòng điện này là hướng vào phía trong. Tại sao người ta phải nói như vậy ta? Chẳng phải mình tính cảm ứng từ tại B gây ra bởi 3 dòng điện này luôn, đúng không? Còn bây giờ nó yêu cầu là xác định cảm ứng từ tại M trong trường hợp cả 3 dòng điện đều hướng ra phía trước mặt phẳng hình vẽ. Thì nếu mà cả ba dòng điện thì phải là dấu chấm chỗ này, đúng không? Thì lúc này bây giờ mình xác định cảm ứng từ tổng hợp tại M bằng cách là các em phải tìm được cảm ứng từ từng cái dòng điện này gây ra tại M. Đầu tiên là dòng điện I1, các em dùng quy tắc tay phải nha. Hướng ra đây là mũi chấm này, hướng ra như thế này, đặt như thế này. Vậy là cái B do I1 gây ra là hướng lên. Đó nha. Đó, B này B1. Đó, hiểu không? Tiếp tuyến của đường tròn. B1 là tiếp tuyến của đường tròn hướng lên. Rồi, bây giờ I2. I2 thì sao? Đặt như thế này đúng không? Thì hướng xuống. I2 là hướng xuống đúng không? Là I2 này, thấy chưa? Hướng xuống này, cái mũi tên thì hướng xuống ha. Cái ngón tay thì ngón tay hướng xuống này. Vậy là B2 hướng xuống. B2 hướng xuống ha. Rồi, bây giờ cái dòng I3 thì sao? Mình đặt làm sao? I3 này đặt gì đúng không?
Thì lúc này tại M nó sẽ hướng qua bên này. Qua này. Đấy. Cái B3 nó hướng sang bên này. À, ok, em kiểm tra thử nha. Em đặt cái tay dây quen đi. Rồi. B3 hướng qua này. Đó. Do cái I1 và I2 nó cùng độ lớn và cùng khoảng cách, nên cái B1 và B2 nó cùng độ lớn nên triệt tiêu nhau. Nên lúc này dòng cường độ cái B tổng hợp á, nó chỉ bằng màu đỏ thôi nha. Nha các em, cái B tổng hợp bằng màu đỏ. Vậy chúng ta chỉ còn tính cái B màu đỏ thôi ha. B sẽ bằng, do là dòng điện thẳng dài nên là bằng 2 nhân 10 mũ trừ 7 nhân cho I3 chia R, đúng không? Thay vào 2 nhân 10 mũ trừ 7 nhân I3 là dòng điện I3 là 10 A nè. R là 2 xăng là bằng 2 nhân 10 mũ trừ 2 m. Rồi, bằng 2 này khử 2, 10 mũ trừ 2 đưa lên tử là 10 mũ dương 2, dương 3. Dương 2 thế thứ 10 là dương 3. Dương 3 mà trừ 7 thì còn âm 4. Bằng 10 của âm 4. Tết la nha. Vậy là B sẽ bằng 10 của âm 4 tết la. Các em chọn câu câu A nha. Chà. Câu 7. Cho dòng điện có cường độ 0,15 A chạy qua các vòng dây của một ống dây ha. Thì cảm ứng từ bên trong là 35 nhân 10 trừ 5 tết la. Tính số vòng dây, tính số vòng của ống dây, biết ống dây dài 50 cm. Câu này tương tự như câu trên mà, đúng không? Thì số vòng dây, câu này giống như câu 15 rồi, chỉ khác số thôi. Em tự tính thử nha. Này giống như câu 15, bỏ qua. Câu 18, các tương tác sau đây, tương tác nào không phải là tương tác từ? Tương tác giữa 2500 là tương tác từ, đúng không? Tương tác giữa hai dây dẫn mang dòng điện cũng là tương tác từ. Các em lưu ý này, tương tác từ là tương tác giữa 500 và 500, giữa dây dẫn, giữa hai dây dẫn mang dòng điện, hoặc là giữa dây dẫn và 500. Không? Đây, câu D là tương tác giữa dây dẫn và 500 nè, đúng nè. Chẳng câu C là tương tác giữa các điện tích điểm đứng yên là tương tác điện ha. À, tương tác Coulomb mình học ở chương trình học kỳ 1 rồi. Câu 19. Hai dẫn thẳng dài song song cách nhau một khoảng 20 cm. Dòng điện trong hai dây dẫn có cường độ 5 và 10 A chạy cùng chiều. Lực từ tác dụng lên mỗi dây có chiều dài 5 dm là bao nhiêu? Chúng ta tính lực từ. Nếu mà các em nhớ trực tiếp công thức thì quá tốt, đúng không? Chúng ta có lực từ, lực tương tác giữa hai dây dẫn đã cách nhau 20 cm là bằng gì các em? 2 nhân 10 mũ trừ 7, đúng không? Nhân cho I1, nhân cho I2, nhân L, nhân L nha, sau đó chia R. Cái vấn đề ở đây là các em hay bị nhầm giữa R và L. R là cái gì và L là cái gì? L là chiều dài của dây, dây dẫn mang dòng điện. R là khoảng cách giữa hai dây nha. R là khoảng cách giữa hai dây, còn L chính là chiều dài của dây dẫn mang dòng điện. Đến đây các em chỉ cần thay công thức, thay vào và đây là xong. Chúng ta thay thử vào nha. Bằng 2 nhân 10 mũ trừ 7 nhân I1 là 5 nhân 10 là 50, nhân L chiều dài dây là 5 dm. 5 dm là bằng 0,5 m nha, bằng 0,5 m. Chưa? Chia R. R là 20 xăng là 0,2. Chưa? Bằng 2. Chỗ này là các em bỏ 0 đi, 5 x 5 được 25. Ở này 2 khử rồi, còn 25. Ở đây là 10 mũ 1. Nha, thì lấy 5 nhân 25 rồi, 25 rồi, 10 mũ 1. À, chỗ này còn 2 thử rồi đúng không? 25. 10 mũ 1 nhân 10 mũ trừ 7 là 10 mũ trừ 6, và 25 nhân 10 mũ trừ 6 newton. 25 nhân 10 mũ trừ 6 newton. Chính là bằng 0,25 nhân 10 mũ trừ 4 không? Chưa, hiểu không? Tại vì 0,25 này nè các em. Nếu mà các em đưa về 25 á thì bằng 25 nhân 10 mũ trừ 2. 25 nhân 10 mũ trừ 2 nhân thêm 10 mũ trừ 4 nữa thành 25 nhân 10 mũ trừ 6 ha. Ok. Các em nhớ công thức này nha.
F bằng 2 nhân 10 trừ 7 I1 I2 nhân L trên R. Chính là công thức tính lực tương tác giữa hai dòng điện thẳng dài song song. Nếu mà nó cùng chiều á, thì nó hút nhau, mà nó ngược chiều thì đẩy nhau. Nha, cùng thì hút, ngược thì đẩy. Nhớ nha. Câu 20. Bốn dây dẫn thẳng dài song song cùng chiều như hình vẽ này, các em thấy nó nằm trong cùng mặt phẳng. Cái mặt phẳng cắt ngang này là một cái hình vuông ha. Chưa? Và chiều cái dòng điện này là năm cái dòng điện này nó đang hướng từ trong ra ngoài mặt phẳng hình vẽ và nó đang vuông góc với mặt phẳng hình vẽ nha. Bây giờ mình đi tính lực từ tác dụng lên mỗi mét dây của dòng điện I5 này. Nha, là bao nhiêu tại tâm của hình vuông. Đây là một cái hình vuông nha các em. Rõ ràng là nếu mà các em xét I1, I4 tác dụng I5 là do hai dẫn này cùng chiều nên nó tác dụng lực hút. Hút nha, nó hướng vào. Tương tự I2 và I5 cũng tác dụng lực hút hướng vào. I3 và I5 cũng là lực hút hướng vào. Và hút hướng vào. Rõ ràng bốn cái lực này cùng độ lớn tại vì bốn cái Y này bằng nhau. Bốn cái Y này bằng nhau. Và khoảng cách từ các Y đến cái tâm này đều như nhau. Do đó độ lớn của cái của gì các em, của lực á, sử dụng công thức này này, độ lớn của lực tương tác á thì nó đều như nhau hết. Do đó là hai vector mà cùng phương ngược chiều là triệt tiêu, cùng phương này ngược chiều triệt tiêu nên hợp lực lại bằng không. Do đó là dòng điện I5 lực từ hợp lực tại I5 là bằng không nha. Bằng không. Đúng không? Nghĩa là nó, những cái lực này nó nằm trên một phương hết, phương chính là hai đường chéo này. Nên mình hợp lực lại bằng không, nên độ lớn nó sẽ bằng không ha. Câu 24. Ống dây điện hình vẽ bị hút về phía thanh 500. Hãy chỉ ra cực của 500. Các em nhìn vào cái dòng điện này thấy không? Như thế này. Chúng ta sẽ đặt cái bàn tay như thế này nha. Đó, em thấy không? Dòng điện ở trên này đó. Cái loại ống dây như thế này đó, như thế này. Điện ở trên đi xuống này ha, đi xuống này. Lúc này phía này là phía cực bắc. Tại vì đường xuất từ hướng ra cực bắc. Ha, phía này cực bắc nha, bắc là chữ N. Đây là nam là chữ S. Cực này là cực bắc này, chữ N. Cực này là cực nam chữ S. Không, phải nó hút nha. Hút. Hút thì phải là trái cực thì hút nhau, khác cực thì hút nhau. Do đó là 500 này các em, đầu B là cực gì? Cực nam. Q là cực bắc nha. B là cực nam, Q là cực bắc. Chờ. Câu 22, hình nào biểu diễn đúng hướng của lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện Y có chiều như hình vẽ đặt trong từ trường đều. Đường xuất từ có hướng như hình vẽ. Trong hình A thì đường xuất từ đang hướng dấu chấm, nghĩa là hướng từ trong ra ngoài một phẳng hình vẽ. Hình B là chữ dấu cộng, dấu ít này là đường xuất từ B này đang hướng từ ngoài vào trong. Trong ra ngoài, ngoài vào trong. Bây giờ mình dùng, nó kêu là lực từ tác dụng đúng ha. Bây giờ các em dùng quy tắc bàn tay trái nha, dùng tay trái nha. Chiều từ cổ tay đến ngón tay là chiều dòng điện. Đó. Lòng bàn tay chúng ta sẽ hướng cái cảm ứng từ B. Trong trường hợp hình A này cảm ứng từ đang hướng từ trong ra ngoài thì các em hướng lại, chia lại. Sau đó chúng ta lấy cái chiều từ cổ tay đến ngón tay chính là chiều dòng điện Y và ngón cái chỏi ra chỉ chiều lực F đúng như hình vẽ luôn. Vậy là các em chọn hình A này, chiều hướng xuống đúng này. Kiểm tra xem hình này. Hình này đang hướng từ ngoài vào trong thì các em hướng như thế này. Nhưng mà dòng điện bị ngược lại rồi này, dòng điện bị ngược lại các em mới xoay lại thì lúc này cái F nó hướng xuống. Trong trường hợp này F nó phải hướng xuống mới đúng ha. F hướng xuống. Trường hợp này các em thấy là B nó đang đâm ra hướng lại. F này là hướng sang bên phải. F hướng vào này. Trường hợp này đang từ ngoài vào trong hướng lại. Cũng hướng sang bên phải, hướng lại này. Hướng cái đường xuất từ đâm vào lòng bàn tay nha. Hướng sang bên này. Chà. Câu 23. Hình vẽ nào biểu diễn đúng hướng lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng dài mang dòng điện Y? Xác định lực từ. Các em lưu ý cái này 500. Đường xuất từ là nó hướng ra bắc vào nam, vậy là B nó đang hướng từ trên xuống. Những cái B nó đang hướng từ trên xuống nha. Thì khi mà lòng bàn tay các em hướng á, thì lúc này cái F nó đang hướng vào trong chứ không thể hướng lên như thế này được. Các em hướng lại này, các em đặt cái bàn tay em hướng lại, hướng cái B lại, thì lúc này cái lực F này nó phải hướng từ ngoài vào trong mà phải hình vẽ mới đúng ha. Nên cái này là bị sai rồi này.
lực từ phải hướng vào từ ngoài vào trong. Trong trường hợp này cũng vậy, các em đặt chiều dòng điện qua đây hướng cũng là hướng từ ngoài vào trong, cũng không được, sai luôn. Mình khả năng mình phán đoán câu này thử nha. Dòng điện đang hướng như thế nào các em? Trong cái hình này dòng điện hướng từ trong ra ngoài, mặt phẳng hình vẽ, chúng ta sẽ đặt bàn tay như thế này, đúng không? Đó, đường số từ đang đâm ra này, đâm ra hướng này, con cá chọi ra, đúng không? Đúng đúng chiều của F này này, thấy chưa? Đúng chiều F. Còn chiều từ cổ tay đến ngón tay chính là chiều của dòng điện hướng từ trong ra ngoài mặt phẳng hình vẽ ha. Vậy là các em chọn câu D luôn nha, đúng rồi. Câu 24. Trong các công thức sau đây, công thức nào biểu diễn đúng lực tương tác với hai dòng điện thẳng dài? 2B là sai nha. 2 nhân mũ trừ 7 y1 y2 thiếu chiều dài rồi. Chắc chắn là câu C ha. 2 nhân mũ trừ 7 y1 y2 nhân L chia R, trong đó L là chiều dài của dây dẫn, R là khoảng cách giữa hai dây. Câu 25. Chọn hết biểu sai. Lực từ tác dụng lên một dây dẫn có dòng điện đặt vuông góc với đường sức từ sẽ thay đổi khi nào? Lên dây dẫn có dòng điện đặt vuông góc với đường sức từ. Thì công thức tính lực từ là F bằng BIL sin alpha, B nhân Y nhân L nhân sin alpha. Lúc này nó vuông góc rồi. À, cái B nó vuông góc với cái Y rồi, nên dẫn đến là cái sin alpha là sin 90 độ bằng 1, nên chúng ta bỏ sin đi. BIL nha. Chọn hướng sai nha. Thứ nhất là dòng điện đổi chiều sẽ thay đổi khi nào? Lực từ dòng điện đổi chiều thì lúc này á, lực từ nó cũng bị đổi chiều, nhưng mà độ lớn nó không đổi nha, nó chỉ đổi chiều về chiều của F thôi. Ở đây nó không nói độ lớn, nghĩa là mình cũng xem như là bị thay đổi rồi. Đổi chiều dòng điện thì dẫn đến đổi chiều của lực từ. Từ trường đổi chiều thì dẫn đến lúc này chiều của F cũng bị thay đổi luôn. Tại vì cái lòng bàn tay thế này chúng ta đổi qua thì lúc này nó bị đổi ngược chiều rồi. Lòng bàn tay đang hướng bên này. Nếu mình đổi chiều lại thì dẫn đến là mình úp vào lại, thì dẫn đến là cái F cũng phải đổi chiều. Cũng giống như câu A thôi. Này cũng đúng rồi. Cường độ dòng điện thay đổi. Nếu mà cường độ dòng điện thay đổi thì cái độ lớn của F bị thay đổi. Tại vì F có tỷ lệ thuận với Y. Y thay đổi thì F thay đổi. Chắc chắn là câu này. Dòng điện và từ trường đồng thời đổi chiều. Nếu mà dòng điện và từ trường đồng thời đổi chiều thì dẫn đến là không thay đổi ha. Lực sẽ không thay đổi. Tại sao như vậy? Các em nhìn cái tay thầy này. Nha. Nếu mà dòng điện đổi chiều thì xoay ngược cái chiều từ cổ tay ngón tay lại. Và từ trường cũng đổi chiều thì lúc này lòng bàn tay cũng xoay luôn. Lúc này cái F vẫn không thay đổi. Đó, xoay cái... Thấy chưa? Này, cái này này là B này, còn này dòng điện này, nếu mà đổi chiều chúng ta đổi chiều hướng này, và đổi chiều dòng điện lúc này cái F nó vẫn hướng lên, nghĩa là không đổi chiều F nha. Câu 26. Đáp án nào đúng khi nói về tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song? Đáp án đúng ha, tương tác giữa hai dòng. Đúng nha, cùng chiều thì phải là hút nhau nha, không phải đẩy nha. Cùng chiều thì hút nhau, đúng nè. Chọn câu B luôn, hai cái này mâu thuẫn với nhau, chắc chắn một trong hai sẽ đúng. Cùng chiều thì hút, ngược chiều thì đẩy. Câu 27. Một dòng điện thẳng dài cường độ Y bằng 20 A. Cảm ứng từ tại điểm M cách dòng điện 5 xăng có độ lớn là bao nhiêu? Cái này chúng ta dùng công thức B bằng, đây là dòng điện thẳng dài bằng 2 nhân 14 trừ 7 nhân Y là 20 chia R 5 xăng là 5 nhân 14 trừ 2 20 chia 5 là được 4, 4, 2, 8. Này mũ trừ 2 đưa tử là mũ dương 2, dương 2 mà trừ 7 thì còn 5, 5. Chọn câu A. Một dòng điện chạy qua thẳng dài, ai cách câu này cũng giống câu nãy mình làm thôi, đúng không? 28, các em tính Y ha. B bằng 2 nhân 14 trừ 7 nhân Y chia R, tính rút Y ra. Bạn nhân chéo lên B nhân R, B nhân R chia cho 2 nhân 14 trừ 7. Bạn. B là 2 nhân 14 trừ 5
nhân R là 10 xăng là 0,1 là 10 mũ trừ 1 chia cho 2 nhân 10 mũ trừ 7 thì còn lại là bao nhiêu? Còn 10 đúng không? 10 A. Câu 29. Hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau 32 cm trong không khí, cường độ dòng điện chạy qua I1 và dây 1 là 5 A, qua I2 là I2. Điểm M nằm trong mặt phẳng hai dòng điện nha, trong mặt phẳng chứa hai dòng điện. Ngoài khoảng cách mà nằm ngoài khoảng cách giữa hai dòng điện và cách I2 8 xăng. Để cảm ứng từ tại M bằng 0 thì dòng điện I2 bằng bao nhiêu? Bây giờ thầy vẽ như thế này, hai dòng điện này lúc này là chúng ta sẽ có là hai dòng điện nó đang hướng vuông góc với mặt phẳng hình vẽ. Còn chiều như thế nào? Nếu mà cùng chiều thì đặt này là I2 đi, này I1. Nó đang cách nằm trong cùng mặt phẳng nha. Điểm M nằm trong cùng mặt phẳng. Lúc này mặt phẳng chính là mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng hình vẽ và chứa hai cái dòng điện này, nên điểm M nằm trên cái đường thẳng này nha, chứ không thể nằm dưới đây được. Ở đây 8 xăng này. Nếu mà hai ông này mà cùng hướng vào đi, nếu mà hai ông này cùng hướng vào thì dẫn đến cảm ứng từ tại điểm M này, này nó sẽ như thế nào các em? Hướng vào thì lúc này thì mình sẽ có là hướng lên, B nó hướng lên đúng không? Này. B hướng lên đúng không? B này hướng lên. B bên này cũng hướng lên luôn. Nên dẫn đến là tổng hợp lại không thể là bằng không được. Do đó chắc chắn hai cái dòng này phải ngược chiều mới được. Đúng không? Vậy chúng ta sẽ vẽ hai cái dòng này nó ngược chiều. Giả sử như thì dấu chấm đi là I2 là hướng từ trong ra ngoài thì bên này là phải là dấu cộng, hướng từ ngoài vào trong. Thì lúc này tại điểm M cách I1 8 xăng thì mình sẽ có là dòng điện B, cái B tại điểm M do dòng I2 gây ra sẽ là có chiều thế nào các em? Thằng này đang đâm từ trong ra ngoài như thế này, hướng xuống nha, hướng xuống này. Vậy là B2 đang hướng xuống. B2. Thì lúc này B1 nó đang có chiều hướng từ ngoài vào trong thì như thế này. Đúng không? Thì lúc này cái B1 nó đang hướng lên. Đó. Vậy để cho cái cảm ứng từ tại M bằng 0 á thì độ lớn B1 phải bằng B2, đúng không? Nghĩa là độ lớn B1 phải bằng B2. Mà B1 thì bằng gì? 2 nhân 10 mũ trừ 7 nhân I1 trên R1 bằng B2 chính là 2 nhân 10 mũ trừ 7 I2 trên R2. Hai vế có cái này thì em chia hai vế cho cái này. Lúc này thầy lập tỷ số I1 trên I2 I1 trên I2 bằng R1 trên R2. R1 là bao nhiêu các em? R2 là 8 xăng, R1 là bao nhiêu? Cái này 32 xăng này. Hai cái này cách nhau 32. 32 cộng 8 là 40, vậy là R1 là 40. Chia cho R2 là 8, này R2 nha, còn R1 là bằng 40. 8 bằng 5. Lúc này chúng ta có I2 sẽ bằng I1 chia 5. Suy ra I2 bằng I1 chia 5. I1 đề bài cho là 5 A mà chia 5 đi thì bằng 1 A. I2 bằng 1 A nhé. I2 bằng 1 A ngược chiều với I1. Không cùng chiều được nha. Cùng chiều thì hai cái B này á, tại điểm M nó cùng phương cùng chiều, tổng hợp lại không thể nào mà cảm ứng từ bằng không được. Chỉ có thể ngược chiều thôi. Câu 30. Hai dẫn thẳng dài cách nhau 32 cm trong không khí, dòng điện chạy qua I1 là 5 A, qua I2 là 1 A, ngược chiều I1. Điểm M nằm trong mặt phẳng nha, nằm trong mặt phẳng của hai dây và cách đều hai dây. Vậy là nằm ở tại trung điểm của hai dây nha. Cảm ứng từ tại M. Ví dụ thầy có dòng I1 là dấu chấm hướng từ trong ra ngoài. Dòng I2 là hướng từ ngoài vào trong. Mặt phẳng hình vẽ chính là mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng giấy này và chứa hai cái dây này, và điểm M nó nằm bên trong, cách đều nằm bên trong thôi, không thể nằm bên ngoài được. Đấy, nằm bên đây. M nằm bên này. Chưa? Bây giờ mình tính cảm ứng từ tại M thì em phải tìm được cảm ứng từ tổng hợp do I1 và I2 gây ra.
Thằng này dấu chấm nha, đang hướng như thế này. Dòng điện hướng từ trong ra ngoài đây. B đang hướng lên này, chịu cái tay thầy thấy không? Hướng lên, B đang hướng lên. B1 hướng lên. Rồi B2 sao? B2. B2 thì đang hướng lên hướng xuống đây. Dấu cộng đang đâm vô. Vậy cũng hướng lên luôn, đúng không? Hướng lên này. Hướng lên nha, đó, hướng lên. B2 cũng hướng lên luôn. Vậy là do hai cái B này cùng phương cùng chiều nên chúng ta có B tổng hợp sẽ bằng B1 cộng B2. Đúng không? B1 cộng B2 là thay vào. B1 cộng B2 là bằng 2 nhân mùng bốn trừ 7 nhân cho Y1 trên R1 cộng 2 nhân mùng bốn trừ 7 nhân Y2 trên R2. Và R1 bằng R2 thì đặt bằng R luôn, tại vì nó là tại trung điểm rồi thì nó sẽ làm cách nhau 16 sao. 16 sao nha. Đúng không? Rồi. Mình đặt ra chung luôn nha. 2 nhân 14 trừ 7 trên R đặt ra chung thì còn là Y1 cộng Y2 bằng 2 nhân 14 trừ 7 trên R là 16 sao. 16 sao đổi vào mét là bằng 16 nhân 14 trừ 2 mét. Y1 cộng Y2 là bằng 6 đúng không? 5 cộng 1 được 6. Vậy là 6 nhân 2 12, 12 chia cho 16 là bằng 3/4, là 0,75 nhân 14 trừ 2 đưa lên tử là dương 2, dương 2 mà trừ 7 thì còn âm 5. Vậy là 0,75 nhân 14 âm 5. Ở đây không có âm 5, nghĩa là các em phải chuyển về những cái số khác. Ở đây chỉ có câu 2 câu này thôi. 7,5. Thì ở đây 7,5 nhân 14 trừ 6 đúng ha, chắc câu B. Này. 0,75 thì các em chuyển về 7,5 nhân 14 trừ 1. Kết hợp với 14 trừ 5 nữa thành 14 trừ 6. Đúng không? Rồi. Câu 31. Giống như nãy ha. Điểm M nằm trong mặt phẳng của hai dây và ngoài khoảng hai dòng điện và cách Y18. Tính cảm ứng từ M có độ lớn là bao nhiêu? Rồi. Nghĩa là nó ngược chiều nha. Ở đây là dấu chấm đi, là y này y1. Này là dấu cộng y2. Cách y18 sang bên này. Bây giờ mình tính B tại M này. Bây giờ mình xác định cảm ứng từ tổng hợp tại M do y1 gây ra trước nha. Y1 là đang dấu chấm là hướng lên như thế này. Nhớ nha, chiều dòng điện là chiều ngón tay cái nha. B đang hướng xuống nè. Đây là B1. Tiếp tục. Ông này đang hướng vào, đang hướng lên. Hướng lên nha. Hướng lên. B2. Do hai cái này cùng phương nhưng mà ngược chiều thì lúc này B tổng hợp sẽ bằng hiệu hai cái B đó. Các em lấy B1 trừ B2. Chỉ đối lại nha, tại vì chúng ta chưa biết cái nào lớn hơn. Không thì các em tính từng thành phần ra rồi các em biết được cái nào lớn hơn rồi các em biết dài hơn nha. Bằng 2 nhân 14 triệu 7 nhân cho Y1 trên R1. R1 lúc này là 8 ha. 8 nha. 8 sang là 8 nhân 14 triệu 2. Trừ cho 2 nhân 14 triệu 7 Y2 trên cho 40 sang nha. 40 sang chính là bằng 0,4 mét luôn đi. Anh này 32 mà. Cộng 18 chỗ này nữa thành 40. Đúng ứng với B2. Rồi. Cái này các em thấy rằng là cái Y2 cho bao nhiêu? Y2 là bằng Y2 là bằng 1. Y1 bằng 5. Thay vào luôn. Chỗ này tính luôn nha. 2 trên 8 là 1/4 nè. Nhân cho 5 nữa. Để mình tính từng cái ra đi rồi mình thay vào cho nó dễ ha. Tính từng cái ra đi các em. Bằng B1
2 nhân 4 chia 7 nhân y1 là bằng 5 cho nên là r1 là 8 nhân 4 chia 2. Chưa? 14 trừ 7 chia 14 trừ 2 là 14 trừ 5. Cái này là 10 chia 8. 5 phần 4 là 1,25. Chưa? Tiếp tục B2 bằng 2 nhân 14 trừ 7 nhân y1 là bằng nhân y2 là 1 âm b trên 0,4 ha. Chỉ là 4 nhân mũ trừ 1. Cái này 2 chia 4 được 0,5. 10 mũ trừ 6 thì nó sẽ bằng là đưa nó về cùng mũ trừ 5 luôn đi ha. Thì bằng 5 0,05. Chỗ này sẽ bằng 12,5 nhân 10 mũ trừ 6 đi. Rồi, vậy là B1 bằng 12,5 nhân mũ trừ 6. B2 là bằng 0,5 nhân mũ trừ 6. Các em trừ đi thì còn lại 12 nhân 10 mũ trừ 6 ha. 12 nhân 1 trừ 6 là 12 nhân 1 trừ 6 chính là 1,2 nhân mũ trừ 5. Câu C. Đúng không? Thì 12 chính là bằng gì? Bằng 1,2 nhân cho 10 mũ 1. À, kết hợp với 10 mũ trừ 6 nữa thành là 10 mũ trừ 5. Đúng không? Rồi. Bài này khỏi bấm máy đi. Bấm máy nó có lâu hơn á, tại vì nó có lũy thừa á. Thì lúc em bấm chậm là nó sẽ ra kết quả tập tính thôi, chủ yếu mình tập tính thôi. Câu 32. À, hai dãy này cách nhau 40 xăng. Y1, Y2 bằng 100. Cảm ứng từ do hệ hai dòng điện gây ra tại điểm M trong mặt phẳng. Cách Y1 10, cách Y2 là 30, vậy là nằm trong ở giữa đúng không? Cách tính độ lớn thì con này cũng giống như nãy thôi, mình áp dụng vấn đề là trừ ra hay cộng vào thôi nha. Các em để ý dòng điện này nó như thế nào, cùng chiều. Đấy, cùng chiều nha. Dấu này dấu cộng đi. Để sự dấu cộng thôi, dấu cộng. Các em thích dấu chấm cũng được tùy. Giờ cách Y1 đây nè, Y2 nè. Bây giờ điểm M nó cách Y1 là 10. Thì mình chia ra 4 phần này là 10. Điểm M chỗ này. Rồi bây giờ mình tính cảm ứng từ do Y1 gây ra là các em sẽ đặt vô. Hướng xuống nha. B1. Thằng này là gì? Hướng lên. B2. Rồi, vậy là chúng ta cũng phải trừ ra thôi. Hả? Tính B1 ra. Bằng 2 nhân mũ trừ 7. Y1. Y1 là 100. Trên 10 xăng là 0,1. Đúng không? Bạn. 0,1 chính là 10 mũ trừ 1 đưa lên tử là 10 mũ dương 1. Thành dương 3. Dương 3 mà âm 7 thì còn lại âm 4. Còn lại 2 nhân mũ âm 4. Tiếp tục B2, 2 nhân 10 mũ trừ 7 nhân 100, chỉ 30 xăng là bằng 3 nhân 10 mũ, 30 xăng là hơn 3 đó, 30 xăng này, okay. 2 phần 3 là bao nhiêu, 2 chia 3 là 0,667 ha. Bằng 0,667 đi nhân 2 chia 3 cộng 10 mũ trừ 1 là 1 dương 3 10 mũ trừ 4. Rồi các em trừ thôi, lấy cái số 2 trừ cái này đi, trừ 2 bằng 1,333. Khả năng chắc chắn là số này rồi, 1,333 chính là số này thôi, còn gì phải tính nữa đúng không, trắc nghiệm mà. Lúc này các em suy ra B tổng hợp nha. B tổng hợp sẽ bằng lấy cái lớn trừ cái nhỏ, nghĩa là B1 trừ B2 luôn. Đây, bằng 13,3 nhân 11 trừ 5. Tức là. Chưa? Câu 33. Ống dây là dài 50 cm, cường độ dòng điện qua mỗi ống dây là 2 A. Cảm ứng từ bên trong là như đây. Tính số vòng dây của ống dây, tính N. Vậy là chúng ta có công thức là B bằng gì? Ống dây nha, B là 4π nhân 11 trừ 7 nhân cho N chia L nhân Y. Từ đó các em sẽ rút ra cái số vòng dây là N sẽ bằng, em chéo lên, L nhân B chia cho 4B nhân 14,7 nhân Y
Bài này giống như bài câu trước rồi, em thay số vào nha, các em tự tính câu này giùm thầy nha. Thầy ra những câu khác thôi. Câu 34. Một sợi dây có đường kính là D bằng 0,8 m thì bán kính mm nhé. Lớp sơn cách điện bên ngoài rất mỏng. Dùng sợi dây này để quấn thành một ống dây có chiều dài 40 cm. Số vòng dây trên mỗi mét chiều dài. Số vòng dây trên mỗi mét chiều dài nghĩa là các em phải rút ra được cái tỷ số N trên L, chính là số vòng dây trên mỗi mét chiều dài. Mình tìm N trên L bằng bao nhiêu ha. Rút cái đó ra cho thầy nha. Chúng ta có nè, N trên L sẽ bằng, lấy bên này chia bên này, B chia hết bên này, B chia cho 4pi nhân 10 mũ trừ 7 nhân y. Đấy, B là bao nhiêu? Rất mỏng dây quấn, tính số vòng dây quấn trên chiều dài. À, cái bài này đâu có cho tính cái cho hết D rồi, nó cho D này là bằng gì đây? Không có sử dụng cái này. Nó cho D đường kính, nó cho L là chiều dài ống dây. Lớp sơn mỏng, dùng sợi dây này để quấn thành một ống dây. Số vòng dây quấn trên một trong một chiều dài, có đường kính rồi, có chiều dài ống dây rồi, bao nhiêu tính bao nhiêu vòng thôi, tính số vòng. Nè, các em sẽ tính ra như thế nào đây. Chú ý cái công thức này, khi chúng ta quấn thành một cái ống dây á thì mỗi cái vòng dây là một cái đường kính D. Ví dụ như thầy vẽ thế này đó, gì nè, 2 vòng, 3 vòng, 4 vòng, 5 vòng, 6 vòng, 7 vòng, 8 vòng, đến n vòng, nghĩa là n vòng dây quấn. Còn cái này là chiều dài của ống dây. Thì rõ ràng á, mỗi cái vòng dây quấn này có một cái đường kính D. Nên các em sẽ lấy số vòng nhân cái đường kính nó ra được chiều dài nha. Số vòng nhân cái đường kính của dây á thì nó ra được chiều dài. Chưa? Đấy. Hiểu không? Số vòng nhân đường kính ra được chiều dài. Từ đó các em sẽ tìm được số vòng dây quấn N sẽ bằng gì? L chia D. L bằng nhiêu? L là bằng 40 cm, D là 0,8 mm, phải đổi về xăng nha, nó cùng đơn vị mới được nha, lập tỷ số là phải cùng đơn vị, để xăng thì dưới đây phải xăng. 0,8 mm mà đổi về xăng là chia cho 10 thì bằng 0,08. Chưa? Bây giờ 0,08 kim ra được 500 vòng. Nhớ là 500 vòng này ứng với 40 xăng thôi nha. Mà trong khi đó, nó kêu là tính với mỗi mét, với mỗi mét luôn. Nên nó các em phải lập cái tỷ số N trên cho L. Lấy 50 này, chia cho L là 4 xăng đối với mét là được. Là bằng 0,4 thôi. 500 chia 0,4 nha. Bằng 1250 nha. 1250, hiểu không? Vấn đề là các em phải nhớ được công thức này cho thầy nha. Công thức này các em phải biết cách tính nha. Để chúng ta sau này chúng ta tính công thức tất cả bóng từ B á, chúng ta phải có công thức này, lưu ý công thức này. Tại sao như vậy? Các em biết rằng á, khi chúng ta quấn xung quanh á thì mỗi cái vòng dây á là nó có độ dày một vòng, hai vòng, ba vòng sát nhau thế này, thì rõ ràng mỗi cái vòng dây như thế này á, là một đường kính D. Em hình dung không? Đó, chiều dài nó là một đường kính. Vậy là cái chiều dài của ống dây này là các em phải lấy, em phải lấy cái độ dày của mỗi sợi dây, mỗi vòng dây quấn nha, lấy cái độ dày á ứng với đường kính á của mỗi vòng dây quấn, các em nhân cho số vòng dây, đúng không, thì ra được chiều dài. Thì mình quấn sát nhau mà, thì mình phải có công thức này nha, lấy số vòng dây quấn này nhân cái đường kính của sợi dây đó thì ra được chiều dài của ống dây. Đây là một công thức rất quan trọng nha, trong cái bài tính B á phải biết công thức này. Câu 35. Công thức này mình học ở lớp 9 rồi. Một sợi dây đồng có đường kính D bằng 0,8 m, điện trở 1,1 ohm, lớp sơn cách điện bên ngoài rất mỏng. Dùng sợi dây này để quấn thành một ống dây 40 xăng. Cho dòng điện chạy qua ống dây thì cảm ứng từ bên trong là nhiêu đây? Tính hiệu điện thế. Bài toán này tính hiệu điện thế này. Tính U á. Rõ ràng U thì bằng gì? U thì bằng R nhân Y. Lúc này R có rồi thì bây giờ mình đi tìm Y thôi. Muốn tìm Y thì các em thấy rằng á, đề bài cho cái B rồi này. Vậy là chúng ta dùng công thức tính B để rút Y ra. Chúng ta có B bằng gì? B bằng 4 pi nha. Ống dây mà, 4 pi nhân 1 mũ trừ 7.
nhân n chia l nhân y, đúng không? Rút y ra, suy ra y bằng chia 1 nhân chéo lên ở dưới mẫu nhân lên l nhân b chia cho 1 nhân cái này là 4b nhân 14/7 nhân n l là 40 xăng là 0,4 m nhân b là 6,28 chính là bằng 2b nhân 14/3 nha. B là 3,14 nha. 2b á chia 4b nhân 14/7 nhân n, n là 4 bao nhiêu vòng? N đâu? Câu 36 nha. Một dây dẫn rất dài và căng thẳng ở giữa người ta uốn thành một cái vòng tròn có bán kính R bằng 6 cm. Và cái chỗ tiếp xúc này nè các em, cái chỗ này nè, nó bọc một lớp cách điện ha. Dòng điện chạy trên dây có cường độ là 4, nghĩa là dòng điện ở trong đây là 4A, và trên cái vòng tròn này có 4A luôn nha. Đấy. Tính cảm ứng từ tại tâm của vòng tròn do dòng điện gây ra ở đây này bao nhiêu? Ở đây có hai dòng điện, một là cảm ứng từ cho dòng điện thẳng gây ra và cảm ứng từ cho dòng điện tròn gây ra. Trước tiên thầy sẽ xác định cảm ứng từ cho dòng điện thẳng gây ra trước là dùng như thế này, chia dòng điện đi hướng xuống như thế này, đúng không? Vậy là các em thấy rằng mình cầm như thế này, rõ ràng á, cái phía bên này á, là cái B nó phải hướng lên, hướng từ trong ra ngoài nha. Vậy cái B chỗ này là hướng từ trong ra ngoài nha. Thì đặt cái này là Y1 đi, đặt cái này Y2 đi. Nên nó là cái B1 á, là nó sẽ là vòng tròn dấu chấm, đúng không? Thì hướng từ trong ra ngoài, hiểu không? Đấy. Tiếp tục dòng điện tròn chỗ này thì các em đặt như thế này đấy, đó. Cũng từ trong ra ngoài luôn các em, thấy không? Dòng điện tròn có chiều dòng điện như thế này nè, con cá chổi ra này, vậy là cái B2 do cái dòng điện tròn gây ra cũng là từ trong ra ngoài luôn, vòng tròn dấu chấm luôn. Đó là hai cái B này cùng phương cùng chiều nên suy ra cái B tổng hợp chính là B1 cộng B2. Đấy. Chờ, tính B1 ra, tính B2 ra là cộng lại là ra thôi, đúng không? Thì B1 tính sao? B1 bằng 2 nhân 14/7, đúng không? B1 là dòng điện thẳng mà. Nhân cho Y1 là 4 này. Chia cho khoảng cách từ đây đến đây là bán kính đường tròn luôn. Là chia R là bằng 6 xăng. Là bằng 0,06 m luôn. Đó không? Tiếp tục B2 các em tính ra là dòng điện tròn là bằng 2B nhân 14/7. Y2 lúc này cũng là bằng 4 luôn. Chia R2 cũng là bán kính luôn, 0,06. Đến đây các em chỉ còn cộng hai cái số liệu này lại thì ra được kết quả nhé. Các em bấm ra được kết quả 5,5 nhân 14/5 tesla nha. Câu 37. Hai dòng điện có cường độ Y1 và Y2 chạy trong dây dẫn thẳng dài song song cách nhau 10 cm trong chân không. Y1 và Y2 ngược chiều, cảm ứng từ do hệ gây ra tại điểm M cách M16, cách M28. 68 các em thấy không, đây là cách nhau 10 68, chắc chắn là nằm trên một cái hình vuông rồi, tam giác vuông chứ. Đây. Ngược chiều nha, giả sử như là Y1 là dấu cộng đi, Y2 là dấu chấm đi, nó đang cách nhau là 10 sao thì rõ ràng á, cái điểm M cách Y1 6 cách Y2 8 là bộ 3 6 8 10, chắc chắn điểm M nó phải nằm trên cái đỉnh là một cái tam giác vuông như thế này. Đó. Đó, này 6 này, 8 này, cái này 10. Chưa?
Rồi, tam giác này tam giác vuông rồi. Bây giờ mình đi tìm cảm ứng từ gây ra tại điểm M. Trước tiên các em xác định cảm ứng từ do cái thằng này gây ra, thầy vẽ nó này, thầy vẽ xíu xuống một xíu ha. Cái này thì nó hơi xíu xuống một xíu. Này, đứt hết đi, lỡ là thầy đứt hết đi ra. Đứt nét hết. Rồi, bây giờ điểm M đây. Giờ cảm ứng từ do I1 gây ra trước nha. Đường tròn như này, giờ dòng điện như thế này. Hướng từ ngoài vào trong nha, đi xuống nha. Nhớ này góc vuông rồi. Thì dẫn đến là cái B1 á, nó phải đi theo xuống này nha, nó đi theo cái phương của cái cạnh này nha các em. B1. Này góc vuông này. Dạ. Tiếp tục. Dòng I2 thì sao? I2 thì nó đang đâm ra thế này. Rồi, thấy chưa? Vậy là hướng xuống này. Mở hướng xuống. Đó, B2 này. Chưa? Vậy lúc này các em hợp lực lại dùng quy tắc hình bình hằng á, chúng ta sẽ định được. Không cần vẽ cũng được, chúng ta biết Pythagore rồi, tại vì nó là vuông góc mà, B1 B2 vuông góc thì cảm ứng từ B chính là Pythagore thôi. B1 B2 vuông góc với nhau nha. Nhưng nếu chồng chất là vectơ B bằng B1 cộng vectơ B2. Nếu mà B1 mà vuông với B2 thì suy ra cái độ lớn của B á là bằng Pythagore thôi, căn bậc 2 của B1 bình cộng B2 bình. Là tính ra thôi các em. Giờ tính B1 ra thôi, B1 bằng bao nhiêu? B1 sẽ bằng 2 nhân 10 mũ trừ 7. I1 I1 bằng 6 ha. Trên R1 chính là khoảng cách này 6 sang là 0,06. B2 bằng 2 nhân 10 mũ trừ 7. I2 là bằng 9 chia cho khoảng này là 8. 0,08. Bằng 6 hết nè. Mũ mũ trừ 2 đưa tử là mũ mũ dương 2 mũ âm 5. Còn 2 mũ âm 5. 9 chia 8 này là chia 4, rồi 4, 9 chia 4 ha, bằng 2,25. 10 mũ trừ 7 này, 10 mũ trừ 2 đưa tử dương 2, còn 10 mũ dương 5, âm 5. Đó, vậy các em bình cái này lên, bình cái này lên. Xem nào, căn của 4 ha. Đặt nhân tử chung là 10 mũ trừ 5 ra ngoài luôn nha, phải không? Bình này, bình cộng cho 2,25 bình, sau đó đưa ra ngoài là 10 mũ trừ 5 bình, đưa ra ngoài 10 mũ trừ 5. Đó, các em bấm kết quả này thôi, bằng 3,01, xỉ 3,0 đó, nhân mũ trừ 5. Được chưa? Câu 38. Hai dòng điện thẳng dài song song cách nhau 10 xăng trong không khí, dòng điện chạy trong hai dẫn là 5 ngược chiều nhau, cảm ứng từ tại M cách đều hai dòng điện một khoảng 10 xăng, cách đều chứ không thể nằm ở giữa được, chắc chắn nằm ba đỉnh của một tam giác đều nha, ba đỉnh của tam giác đều các em. Hình sử mình có đây I1, I1 và dấu chấm đi, I2 song song. Ngược chiều, cách 10 là đều nha, rất đều. Đó. Và bây giờ các em tổng hợp này, đầu tiên á là cái I1 trước đây ha, I1, I2, em dùng bí đắc thì phải này, đâm ra này, vậy là cái B đang hướng lên. Và nó phải vuông góc với cái đường này nha, tại vì nó đường tròn mà, tiếp tiến với đường tròn, bán kính là IM mà, nên nó phải hướng lên vuông góc. Thì các em vẽ nó phải vuông góc với cái cạnh này nha. Đó, vuông góc. Chúng ta phải vuông góc với cạnh này nè. Nó không có nằm trên cái phương này đâu nha. B1. Tương tự, bên này là
I2 thì đang đâm vào hướng lên. Hướng lên thì nó cũng vuông góc với cạnh này nha. Vuông góc với cạnh này. Tạm như thế này. Rồi bây giờ mình tính cái B tổng hợp ra. Góc nhà bao nhiêu, góc nhà hàng này bao nhiêu này. Góc này rõ ràng góc này bao nhiêu các 60 độ đều mà, góc này 60 độ. Góc này 60 độ ta nhắc đều là mỗi góc 60 độ. Mà hai góc này là mỗi góc 90 rồi. 180 này bắt buộc hai góc này phải 180. Thì góc này 120. Đúng không? Tổng bốn góc này là 360 độ. Hai góc này 180 rồi bắt buộc hai góc này phải 180. Góc này 60 thì góc này 120. Vậy là góc thứ hai này 120. Thứ hai là các em thấy rằng cái độ lớn có cùng cường độ, cùng cường độ và cùng khoảng cách nên cái B nó bằng nhau, nghĩa là độ lớn của B1 bằng B2. Khi mà các em hợp lực ra là hình hành có hai cạnh kề bằng nhau là hình thoi. Hình thoi nha. Hình thoi mà có góc này 60 độ thì dẫn đến là đường chéo nó bằng cạnh luôn. Đường chéo nó bằng cạnh luôn. Nên nó bằng cái B tổng hợp luôn. Đấy. Các em lưu ý nha, kinh nghiệm mình giải bài toán này là mình phải lưu ý. Còn tại sao như vậy thì bây giờ mình vẽ ra, mình học ở lớp toán ở lớp 8 rồi thì các em thấy hình thoi á, nó là hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau. Như thế này thầy vẽ sơ đây, cái này. Đó, bình hành có hai cạnh kề bằng nhau. Và góc này 120 thì cái đường phân giác này thì góc này là 60. Đó, nó là 60. Góc này 60 này. 60 thì hiển nhiên góc này 60. Thì góc này cũng 60. Vậy tao nhắc đều rồi. Nên cái độ dài đường chéo nó bằng cái cạnh luôn. Nên là cái đường chéo cái là hợp lực. Và hợp lực này nó bằng độ dài cạnh luôn các em. Vậy các em chưa cần tính cái B là xong nha. Mình tính cái B thôi. B sẽ bằng. Đây là dòng điện thẳng ha, 2 × 1/7. Nhân Y các em lấy Y nào cũng được nào. Trên R là 0,1 là 10 xăng. 10 2 5 10 nè. 10 × 1 này, 10 × 1 đưa lên tử là 10 × dương 1. Dương 1 mà -7 thì còn 10 -6. 10 × 10 − -6 là 10 − 5. Vậy là bằng 10 − 5. Câu A. 1 × 10 − 5 cũng là 10 − 5 thôi. Câu 39. Lực, câu nào không đúng ha. Lực tương tác với hai dòng điện thẳng song song có phương nằm trong mặt phẳng hai dòng điện và vuông góc với hai dòng điện. Lực tương tác với hai đường thẳng, lực vuông góc song song và có phương nó vuông góc với mặt phẳng chứ hai dòng điện, đúng không? Ví dụ như hai dòng điện như thế này thì lực tương tác nó phải có phương vuông góc, hai dòng điện cùng chiều thì hút nhau thế này. Phương của nó vuông góc với đường thẳng không? Và nằm trong mặt phẳng chứ hai đường thẳng luôn. Cái này đúng rồi đúng không? Đúng rồi. Hai dòng điện thẳng song song cùng chiều hút nhau. Hai dòng điện thẳng song song cùng chiều thì hút nhau đúng. Ngược chiều thì đẩy nhau. Đúng rồi. Vì cái này nó bị ngược rồi. Chắc chắn câu C. Câu 40. Khi tăng đồng thời cường độ dòng điện trong cả hai dây dẫn song song lên 3 lần thì lực tương tác lên một đơn vị dài là bao nhiêu? Rõ ràng nó tỷ lệ thuận. Cái lực nó tỷ lệ thuận với Y. Nha, lực tương tác F này bằng 2 × 10√7 nha, nhân Y1 nhân Y2 nhân L trên R. Hai mày đều tăng 3 lên thì nhân lên thành 9 nha. Vậy Y F sẽ tăng 9 lần. Câu 41. Hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau 10 xăng trong chân không, dòng điện trong hai dây cùng chiều. Lực từ tác dụng lên 20 cm chiều dài thôi. Thì em dùng công thức ở trên các em thay vào thôi các em. Song song mà cùng chiều thì nó hút nhau thì loại đẩy đi. Hút bao nhiêu thì thay vào đây thì bằng 2 × 10√7. Y1 là 2 × 5 được 10, nhân L là 20 xăng là 0,2 chia cho khoảng cách là 10 xăng là 0,1.
2 nhân 2 được 4 nhân. Cái này không phải thì bỏ nha. 10 mũ trừ 7 nhân 10 mũ 1 thì 10 mũ trừ 6 nhân 10 mũ trừ 6. Vậy là 4 nhân 10 mũ trừ 6 Newton. Câu A. Câu 42. Cho có cùng cường độ 1 ampere này. Lực từ tác dụng cho F này tính khoảng cách giữa hai dây đó là các em phải rút R ra. Rút R ra nha. Thì coi như cái này F trên 1. Mình rút R ra mình nhân chéo lên 1 nhân lên đây là bằng cái này chia F. Vậy chúng ta sẽ có là R sẽ bằng 2 nhân 10 mũ trừ 7 nhân Y1 nhân Y2 nhân L chia F. Được chưa? Thay vào. Rồi, thay vô. 2 nhân 10 mũ trừ 7 này. Y1 nhân Y2 là cùng cường độ là 1 rồi này. 1 nhân 1 được 1 đúng không? Nhân L trên mỗi mét chiều dài này. Nhân L là 1 luôn này. Chia cho F là 10 mũ trừ 6 ha. Thì còn lại 2 nhân 10 mũ trừ 1. 2 nhân 10 mũ trừ 1 mét là 0,2 mét là bằng 20 cm. Câu 43. Trên mỗi đơn vị chiều dài của mỗi dây thì lực F ha, đây ha. Công thức ở trên đó các em. Trên mỗi đơn vị chiều dài nghĩa là L bằng 1 mét đi ha, các em bỏ L đi thôi. Nghĩa là chi L đó, F trên L. Câu này đúng không? Chưa? Nghĩa là chi 2 với cho L này. Thì L xuống đây, bên đây mất L ra được công thức ở dưới này. Câu 44. Hai vòng dây tròn cùng bán kính đồng trục và cách nhau 1 cm. Dòng điện chạy trong hai dây cùng chiều cùng cường độ, lực tương tác giữa hai vòng. Tính lực tương tác giữa hai vòng dây ha. Đồng trục nha, các em lưu ý đồng trục. Ví dụ như thầy vẽ như thế này, hai vòng dây đồng trục. Trục này nha, hai vòng dây thế này. Đấy, hai vòng dây thế này. Nha. Cùng chiều. Mình tính lực tương tác giữa hai cái vòng này. Thì các em xem như hai cái vòng dây tròn này này, đồng trục này giống như là chúng ta xem như là hai cái dòng điện thẳng vậy. Nếu mình tương tác á, mình xét trên những cái đoạn dây nhỏ, những cái cung nhỏ thì coi như là hai dòng điện thẳng thôi. Thì lúc này nó giống như nó cùng chiều vậy, thì nó sẽ là hút nhau. Thì lúc này lực các em dùng công thức tương tự như bên kia. Đó là gì? 2 nhân 10 mũ trừ 7 ha. Nhân Y1 nhân Y2 nhân L. Mà L là chiều dài của cả vòng dây này á, là bằng chu vi đường tròn là bằng 2 pi nhân bán kính. Nha. Sau đó mình chia cho khoảng cách với hai dây là 1 cm. R. Chưa? Bây giờ mình thay vào, thay công thức vào. 2 nhân 10 mũ trừ 7 này. Y1 Y2 là 5 là 25 nhân 2 pi nhân R là 10 cm là 0,1 m. Chia cho khoảng cách giữa hai dây là 1 cm. Được không? 1 cm là bằng 0,01 m. Đấy. Rồi các em tính chỗ này ra bao nhiêu? Chỗ này mình bỏ đi là 25 nhân 2 được 50 này, 50 nhân 2 được 100 này. Vậy ở đây 100. Nhân 2. 25. 100 có pi nè. 100 này là 1, pi là 3,14 thì kết quả nó sẽ có số 3,14 này. Các em không cần bấm hết đâu nha, tại vì mình nhẩm này. 25 nhân 2 điện là 50, 50 nhân 2 là 100. Còn cái số 1 mình khử thì không quan tâm. Còn lại là 10 mũ trừ bao nhiêu thôi. 100 coi như bỏ luôn, cũng coi như là 10 mũ 2 thôi. Còn cái pi này chỉ là 3,14. Còn nó nhân cho 10 mũ trừ mấy đó, không quan trọng. Chúng ta thấy có 3,14 này, là pi á. Không thì các em bấm là thử đi, nó đúng hay không. Rồi, câu 45, lực Rollinger. Lực Rollinger là lực từ, đúng không? Tác dụng lên hạt mang điện tích chuyển động trong từ trường đều. À, câu này là đọc thì thấy hợp lý đấy. Nhưng mà kiểm tra xem. Lực từ tác dụng lên dòng điện là sai nè. Lực từ tác dụng lên hạt mang điện tích đứng yên là sai nè. Vậy tóm lại là câu A nha. Lực Rollinger là lực của một hạt điện tích chuyển động vào trong từ trường đều. Và lúc này cái từ trường này nó sẽ tác dụng một cái lực từ lên trên cái hạt điện tích đó. Thì cái lực đó chính là lực Rollinger nha. Câu 46, chiều của lực Rollinger được xác định bằng
chắc chắn là quy tắc bàn tay trái. Câu 47, chiều của lực Lorentzian phụ thuộc vào. Các em lưu ý công thức tính độ lớn của lực Lorentzian là F bằng chiều, mà đang nói về chiều mà đúng không? F bằng VVB, V độ lớn điện tích nha, nhân vận tốc, nhân B là cảm ứng từ, nhân sin alpha. Trong đó alpha là góc tạo bởi V và B. Alpha là góc tạo bởi V và B đây. Giả sử V đang chuyển động, các hạt điện tích đang chuyển động theo chiều này, cảm ứng từ B như thế này, đang hợp với nhau một góc alpha. Thì lúc này lực Lorentzian đó nó sẽ vuông góc với cái mặt phẳng chứa hai cái vectơ này. Đấy, cái lực Lorentzian nha, nó sẽ còn cái chiều của F nó áp dụng quy tắc bàn tay trái nha. F trong trường hợp này thì phải biến nó đi xuống nhé. Hướng B này, chiều từ cổ tay nó đây. Nếu mà chỗ này là điện tích âm đi thì đúng chiều. Nhớ nha, các em dùng quy tắc bàn tay trái á, như thế này, chiều từ cổ tay đến ngón tay là chiều của V. Còn B mình hướng B, hướng cái cảm ứng từ B hướng lại cho ngón cái chổi ra chữ chiều F, vậy là F đang hướng xuống. Đang hướng xuống chứ không phải hướng lên. Nếu mà điện tích dương thì hướng xuống. Còn nếu mà điện tích âm thì nó phải ngược với cái ngược chiều lại thì mình hướng lên lại. Nhớ nha. Quy ước về dấu đó. Vậy tóm lại, nếu điện tích âm á thì cái chiều của lực Lorentzian nó ngược chiều với chiều của ngón tay trái. Thì em lưu ý là bây giờ mình sẽ kiểm tra xem chiều chuyển động của hạt mang điện tích là hiển nhiên rồi đó, vì nó phụ thuộc vào cái chiều từ cổ tay ngón tay mà. Nó thay đổi chiều là dẫn đến cái F nó bị thay đổi mà. Chiều của đường xuất từ luôn, B luôn. Điện tích của hạt mang điện, chiều của lực Lorentzian nó phụ thuộc vào điện tích của hạt mang điện. Chiều chuyển động của hạt mang điện, chiều của đường xuất. Nếu mà chiều của hạt mang điện thì mình đổi ngược qua. Mình thấy nó không được rõ ràng lắm, chắc chắn là phụ thuộc vào chiều của chiều chuyển động của các điện tích hạt ha. Tại vì điện tích nó chuyển động chính là chiều của dòng điện đó ha. Thì câu này chúng ta chọn câu D luôn, ba yếu tố luôn ha. Câu 48, độ lớn của lực Lorentzian được tính theo công thức nào? Bằng VVB sin alpha. 49, phương của lực Lorentzian trùng với phương của vectơ cảm ứng từ, trùng với phương của vectơ vận tốc, trùng với phương hợp bởi vectơ vận tốc và hạt, trùng với mặt phẳng tạo bởi vectơ vận tốc và cảm ứng từ B đó ha. Cái phương của nó sẽ là trùng với mặt phẳng tạo bởi là sai rồi, vuông góc ha. Này vuông góc này. Giả sử như trong trường hợp này vectơ V và vectơ B nằm trong mặt phẳng giấy này thì vectơ F này cái phương của nó phải vuông góc với mặt phẳng giấy. Do thầy vẽ trong không gian thầy vẽ như thế này. Thì các em thấy rằng là nếu V và B nằm trong mặt phẳng giấy thì F nó phải nằm vuông góc với mặt phẳng giấy. OK. Phương nó trùng. Chiều mình không quan tâm, chiều thì mình dùng cái ngón tay cái mình xác định chiều. Câu 50. Chọn phép đúng ha. Chiều của lực Lorentzian tác dụng lên hạt mang điện tích chuyển động trong từ trường. Giải ra câu 50 là thấy rác cái cổ rồi. Chắc chắn là các em học đến đây thì nghĩ rằng em nào cũng chịu khó lắm á thì mới xem đến đây đó. Còn vài câu nữa cố gắng nha. Đến mấy câu này thì giải nó hơi bị nhanh một xíu, có thể nó bị lỗi một xíu nào đó thì các em thông cảm nha. Giải nãy giờ cái đề video này chắc nghĩ cũng hơn tiếng rồi. Chiều của lực Lorentzian tác dụng lên một hạt chuyển động tròn trong từ trường. Chiều của lực Lorentzian tác dụng lên một hạt chuyển động tròn trong từ trường, trùng với chiều chuyển động của hạt trên đường tròn, hướng về tâm luôn hướng về tâm. Nếu mà cái đạt điện tích chuyển động tròn á thì chiều của cái lực Lorentzian nó sẽ hướng vào tâm quỹ đạo nha các em nha. Tại vì á khi mà một cái hạt điện tích mà bay vào trong từ trường á với cái B nó vuông góc với V á thì lúc này cái hạt điện tích đó nó chuyển động theo quỹ đạo tròn. Chuyển động quỹ đạo tròn. Và lực Lorentzian đóng vai trò lực hướng tâm. Lực Lorentzian bằng lực hướng tâm làm cho cái điện tích đó chuyển động theo quỹ đạo tròn. Lưu ý cho thầy nha, điện tích này đó, phương ánh là phương tiếp tiến, vận tốc V, F này hướng vào tâm.
kèm hướng về tâm vĩ đạo khi điện tích đó dương, hướng vào tâm vĩ đạo khi điện tích đó âm, luôn hướng vào tâm không phụ thuộc vào điện tích âm hay dương. Câu D nhé. Tất nhiên là được Lenin sơ đóng vai trò được hướng tâm rồi thì phải luôn luôn hướng vào tâm. Sao mà hướng ra tâm được, hướng ra tâm sao mà thành vĩ đạo đường tròn được, đúng không? Câu 51 là các em tính lực Lenin sơ thôi, dùng công thức thôi. F bằng Q về B. Q là độ lớn của điện tích E trong, điện tích E trong. Điện tích E trong là 1,6 nhân 10 mũ trừ 19 coulomb. Nhân V là vận tốc của E trong bay vào trong từ trường là 2 nhân 10 mũ trừ 5, 2 nhân 10 mũ 5 nhé. Nhân cho B là 0,2. Bằng 1,6 nhân 2 này thì được 3,2, 3,2 nhân cho 2 là 6,4. Chỗ này 10 mũ trừ 1, 10 mũ dương 4, 10 mũ dương 4 mà 10 mũ trừ 15. 6,4 nhân 10 mũ trừ 15. Các em chọn câu D nha. Đúng không? Tại ta lấy 1,6 nhân 2 là được 3,2. 3,2 nhân cho 2 chỗ này thôi là 6,4. Còn chỗ này còn 10 mũ trừ 1 nhân 10 mũ trừ 5 là 10 mũ dương 4. 10 mũ dương 4 mà trừ 19 thì còn lại âm 15. Các em chọn câu D nha. Này. Câu 52. Một E trong bay vào trong không gian từ trường B với vận tốc ban đầu V0 vuông góc với B. Vuông góc với B là chiếc vòng tròn rồi này, bán kính vĩ đạo. Thì lực hướng tâm là lực Lorentzer nên chúng ta có F Lorentzer là bằng Q VB sin alpha bằng 1 nha, tại vì alpha vuông góc rồi. Alpha bằng 90 độ thì sin 90 độ bằng 1. Bằng lực hướng tâm là bằng khối lượng nhân gia tốc hướng tâm. Mà gia tốc hướng tâm là bằng B bình trên bán kính. Ở đây các em rút R ra. Rồi, chi 1. Rồi nhân chéo lên. M nhân V bình chi V VB. Chúng ta rút bớt một cái V đi. Rồi thay vào. Khối lượng là bằng khối lượng E trong là bằng 9,1. Nhân 10 mũ trừ 31 này. Nhân cho V là 3,2. Nhân 10 mũ 6 này. Chi cho Q là điện tích E trong là 1,6 này. Nhân 10 mũ trừ 19 này. Chưa? Nhân cho B là 10 mũ trừ 4 này. Số này 6 rồi thì bấm máy tính là chắc là em lấy cái số nguyên, em lấy cái số em bấm thôi, đừng có bấm lý thừa nha. 52 các em bấm là được 18,2 cm nha. Rồi. Câu 53. Một hạt proton chuyển động với vận tốc 2 nhân 10 mũ 6 m trên giây vào vùng không gian có từ trường B bằng 0,02 theo hướng với vector cảm ứng từ là 30 độ nha. Cho điện tích cho điện tích proton, tính lực Lorentzer. Các em có công thức là F bằng QVB sin alpha bằng Q nhân V nhân B nhân sin alpha. Thay vào. Q là độ lớn của điện tích E trong là 1,6 nhân 10 mũ trừ 19. Nhân V là bằng 2 nhân 10 mũ 6. Nhân B là 0,02. Nhân cho sin alpha là sin 30 độ. Sin 30 độ là bằng 0,5. 1,6 này nhân 2 này. 0,5 nhân 2 là hết này. 1,6 nhân cho 2 là bằng 3,2. Đây là 10 mũ trừ 2 nhân 10 mũ trừ nhân 10 mũ dương 6 là 10 mũ dương 4. Dương 4 là 10 mũ trừ 15. Đây là bằng 3,2 nhân 10 mũ trừ 15 newton. Câu 54. Một E bay vào trong không gian từ trường B với vận tốc V0 vuông góc với cảm ứng từ. Vĩ đạo của E trong trong từ trường là một đường tròn bán kính R. Khi tăng độ lớn của cảm ứng từ lên gấp đôi thì bán kính như thế nào? Các em có công thức liên hệ giữa lực hướng tâm bằng lực Lorentzer ấy, bằng Q nhân V nhân B bằng lực hướng tâm là M nhân V bình trên bán kính. Rõ ràng các em thấy rằng B và R nó tỷ lệ nghịch với nhau. Do đó khi mà tăng độ lớn của cảm ứng từ B lên 2 lần, tăng lên 2 thì R phải giảm 2 nha. Đây là bán kính vĩ đạo ở trong giảm đi một nửa ha. Câu 55. Không dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều B, kết luận nào không đúng? Câu A. Lực luôn có lực từ tác dụng lên tất cả các cạnh của khung.
một không dây dẫn mang dòng điện trong từ trường đều. Kết luận nào sau đây không đúng nha? Luôn có lực từ tác dụng lên tất cả các cạnh của khung. Các em lưu ý những cái trường hợp nào mà cạnh của khung á, mà cùng chiều với cảm ứng từ B. Cạnh của khung mà cùng chiều với cảm ứng từ B á, thì dẫn đến là không có lực từ tác dụng lên cái cạnh đó. Do đó nó là tất cả cạnh là không không đúng rồi này. Câu này sai rồi này. Nha. Tại vì nếu mà cái cạnh mà trùng với cái B thì nghĩa là góc alpha nó bằng, góc alpha nó bằng 0. Thì dẫn đến sin alpha nó bằng bằng 0. Do cái F nó bằng gì? BIL sin alpha. Do alpha bằng 0 thì sin alpha bằng 0, F bằng 0. Luôn có tất cả là sai, luôn có lực từ tác dụng với tất cả cạnh là sai. Câu 56. Một khung dây dẫn phẳng diện tích S mang dòng điện I đặt trong từ trường B, mặt phẳng khung dây song song với các đường sức từ, moment ngẫu lực tác dụng trên khung dây. Bây giờ trường hợp này các em lưu ý là nó cho là mặt phẳng khung dây nó song song. Để sử mặt phẳng không dây là cái mặt phẳng hình vẽ luôn nha các em. Song song với cái đường sức từ, giả sử như đường B nó hướng như thế này. Đó, song song, và nó phải là nằm trong cùng mặt phẳng luôn. Giả sử dòng điện đi theo chiều như vậy. Mình tính moment ngẫu lực. Trường hợp nào á, trường hợp này là các em thấy là những cái B này mà nó song song với cái hai cạnh này thì không gây ra lực từ. Chỉ có hai cạnh này thôi. Các em dùng quy tắc bàn tay trái để xác định nha. Trường hợp này B đang đâm vào đây hướng lại, chiều dòng điện đi xuống đây. Lúc này cái F nó đang hướng xuống nha. F bên đầu này hướng xuống nè. F đang hướng xuống bên này. Tác dụng bên dây đang hướng từ ngoài vào trong mà phản ánh vẽ. Còn phía bên này các em hướng này. Này, thấy chưa? Hướng cái B này. Chiều dòng điện từ cổ tay đến ngón tay này, chỏi ra, hướng từ trong ra ngoài dấu chấm này. Đó, các em thấy không? Hai cái lực này nó cùng phân ngược chiều làm cho cái gì? Cái khung dây nó quay xung quanh trục này này, à xung quanh cái trục này, này. Quay xung quanh trục, nha. Quay như này, quay như này, đó, thì vẽ ngược lại, chưa? Bây giờ mình tính nha, mình tính này, moment ngẫu lực á, các em học ở lớp 10 á, m bằng f nhân d, d là khoảng cách giữa hai cái dây này, chính là cạnh của hình vuông, à, cạnh của cái hình, cạnh của cái này. D. Mà F bằng gì? F bằng gì? F bằng BIL, F bằng B nhân I nhân L, L chính là chiều dài của cạnh này. Nhân cho D. Còn sin alpha thì hiển nhiên nó bằng 1 rồi. Mà L nhân D á là lấy chiều dài của cạnh này nhân cho cái khoảng cách này ra được diện tích của cái hình này. Đúng không? Nên nó bằng B nhân I nhân F ha. Coi như là một hình chữ nhật á, dài nhân rộng. BIS ha. Okay. 57. Khung dây mang dòng điện I trong từ trường đều B đang hướng từ ngoài vào trong mặt phẳng hình vẽ như thế này. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về lực từ tác dụng lên các cạnh của khung? Lực từ tác dụng lên các cạnh của khung nha. Bây giờ các em xem đối với cạnh này thì sao? Cạnh này thì sẽ là các em dùng quy tắc bàn tay trái như thế này. Hướng cái B này. Giờ đang hướng ra như thế này. À, trên này thì sao? Vậy, hướng lên. Xuống. Vậy là cái lực từ á, nó gây ra nó làm cho cái khung này biến dạng. Ha. Biến dạng. Biến dạng lúc này là giãn ra chứ không phải nén lại nha. Vậy là cái lực từ tác dụng lên cạnh khung mà nằm trong mặt phẳng khung dây. Đúng nha. Nằm trong phẳng hình vẽ luôn. Vuông góc với cái cạnh đúng này. Và có tác dụng là kéo giãn khung ra, đúng ha, có xe luôn. Câu 58. Một khung dây có dòng điện I như thế này, đặt trong từ trường B, mặt phẳng khung dây chứa cái cảm ứng từ B luôn nè. À, nó nằm trong cùng mặt phẳng luôn. Khung dây có thể quay xung quanh một cái trục OO phẩy. Kết luận nào là đúng? Nếu mà nó quay xung quanh trục OO phẩy thì có hai cái lực. Trường hợp này cái trường hai cái dây này thì hiển nhiên nó song song với B rồi thì không có gây lực từ, chỉ có hai cạnh vuông góc thôi mới gây lực từ. Các em sẽ đặt là sẽ là dòng điện lên đúng không, xuống này. Dùng quy tắc bàn tay trái nha, đặt nghe thì là cái lực từ đang hướng từ ngoài vào trong, bên này hướng từ ngoài vào trong nha, vòng tròn dấu cộng.
Bên này các em đoán ngay biết là một tròn dấu chấm. Làm cho khung nó quay. Khung nó quay nè, quay xung quanh. Nó quay như thế này. Đó, nó quay. Đó, nó quay nè, cái khung nó quay ha. Rồi. Vậy nó quay xung quanh trục OO này. Lực từ tác dụng lên cái cạnh này bằng không là sai nè, chỉ có hai cạnh bằng không thôi. Lực từ tác dụng lên cạnh NB và VM. Cạnh NB và VM bằng không là sai. Lực từ tác dụng lên cái cạnh triệt tiêu lẫn nhau làm khung dây cân bằng là sai luôn, chắc chắn câu D rồi đúng không? Chúng ta câu D nhé. Chờ, lực từ gây ra moment, ngẫu lực và làm có tác dụng làm cho quay khung xung quanh trục OO phẩy. Câu 59. Khung dây dẫn có cạnh là hình vuông, cạnh là 20 xăng, gồm 10 vòng dây nha. Dòng điện chạy qua mỗi vòng dây là 2A. Khung dây đặt trong từ trường đều B bằng 0.2. Mặt phẳng khung chứa cảm ứng từ. Mặt phẳng khung chứa các đường cảm ứng từ như là mặt phẳng khung chứa các đường cảm ứng từ giống như câu 58 nha. Rồi mình các em dùng công thức thôi. M sẽ bằng BIS. B là nhiêu? À, do này N vòng dây thì nhân thêm N nữa nha. Đó. N là 10 này. Nhân B là 0.2, nhân Y là 2, nhân S là diện tích hình vuông, là cạnh nhân cạnh, là 0.2 nhân 0.2 là bao nhiêu? Này là 0.2 nhân 0.2 là bằng 0.04 đúng không? Là tính ra thôi. Cái này là 10 nhân 2, 0.2 được 2 là 2 là 4 này. 4 nhân 4 16 này. 16 nhân 10 trừ 2 là 0.016 đúng không? M2 này, 2 nhân 4 này. 16 này nhân 10 trừ 2 là bằng 0.16 chứ. 0.16 newton nhân mét. Đơn vị này đơn vị của moment ngẫu lực. Tác dụng có tác dụng làm quay cái khung. Ha. Câu 60, chọn câu sai. Moment ngẫu lực từ tác dụng lên khung dây có dòng điện đặt trong từ trường đều tỷ lệ thuận với diện tích của khung. Có giá trị lớn nhất khi mặt phẳng khung vuông góc. Đúng ha? Tại vì nó còn có sin alpha nữa, do cái trường hợp nó vuông góc nên sin alpha nó bằng 1 á, em mình không có biết vào đây nha. Đúng rồi. Tỷ lệ với diện tích khung này. Có giá trị lớn nhất khi mặt phẳng khung song song với các đường xuất từ. Nếu mà nó song song rồi, mặt phẳng khung mà song song với các đường xuất từ á, nếu mà mặt phẳng khung mà song song với các đường xuất từ thì có hai cạnh của khung, hai cạnh của khung, đúng không? Phụ thuộc vào cường độ dòng điện trong khung. Con này phân tích lại, giá trị lớn nhất khi mặt phẳng khung vuông góc với đường xuất từ, giả sử như là mặt phẳng khung này, nó vuông góc với đường xuất từ là hướng từ ngoài vào trong thế này, B hướng ngoài này, thì lúc này nó tác dụng làm cái khung dây nó bị giãn ra hoặc nén lại thôi, chứ không có làm cho cái khung này nó quay nha. Thì con này sai rồi, thì đang nói moment quay mà, con này sai, chọn câu B nha, này đúng nè, song song mà giống như trường hợp trên mình tính này, song song mình tính này. Thì lúc này nó có một cái lực từ tác dụng lên hai cái lực từ tác dụng lên hai cạnh của khung, hai cạnh mà vuông góc với cái B á, làm cho nó quay ha, xung quanh trục. Hiển nhiên nó phụ thuộc vào cường độ rồi, y nè. Thì cảm ơn các em theo dõi video nhé, mong rằng với video này giúp ích cho các em ôn tập trước kỳ thi học kỳ phần chương số 4 về từ trường. Chào các em.